OK, chúng ta lại uh, quay lại một khóa mới nhá. Thì uh, <laughs> phải nói sao ta? Cũng phải lâu lắm rồi thì chúng ta mới thế, mới mới uh, làm được cái khóa. Căn bản là cái mic của mình bị hỏng bây giờ, bây lại mới 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 uh, gọi là có xiên để mà sắm cái mic mới thì mới quay được. Đấy. Thế nên là <laughs> Thôi thì uh, lại có mic mới thì mình lại làm một khóa mới à, Cứ có đồ gì mới thì làm một khóa mới <laughs> uh, Thì uh, cái khóa lần này của chúng ta đã là khóa SAS nha Hi. Thì uh, <laughs> Đây này, cái uh, trang chủ của nó đây này thì Mọi người thể vào mọi người đọc của nó nhá Còn cái tác dụng của nó ấy, thì Ờ uh, uh, cái đầu tiên là mình muốn nói SAS đấy là một cái gọi uh, là một cái ờ uh, tiền xử lý CDS gọi là tiền CDS mọi người có thể là nói như thế được hoặc là tiền xử lý CDS tức nghĩa là nó luôn luôn chạy trước CDS để nó xử lý được nha. còn để mà định nghĩa nó thì mình nghĩ là định nghĩa nó thông qua cái công dụng của nó thì nó sẽ dễ nhớ hơn cho mọi người còn cái phần kia thì nó lý thuyết quá tiền xử lý rồi các thứ các thứ thì nó sẽ rất là khó nhớ cho mọi người được nha. thì cái đầu tiên thì nó mọi người nhớ nhá nó là tiền xử lý nó sẽ chắc chắn nó sẽ là cái phần mở rộng của CDS được nhỉ Đấy, và nó sẽ giúp cho chúng ta viết code một cách linh hoạt hơn Đấy, uh, Các bạn sẽ có thể là Làm sao ta? Các bạn có thể là viết code bằng uh, SAS uh, Có thể là nó linh hoạt hơn là điều thứ nhất này Cái thứ hai là chắc chắn là cái code của bạn nó sẽ được tối ưu hơn Nha? Bởi vì là uh, trong cái code SAS của bạn thì cùng lắm là cái CDS của bạn trùng ít may ra Gọi là may lắm thì các bạn sẽ bị trùng CDS một lần Cái nếu bạn viết CDS bình thường ấy Các bạn mà viết CDS theo cấu trúc bình thường của CDS ấy Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc trùng nó 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 là cái điều mà chúng ta gặp thường ngày đúng không nhỉ Thế thì SAS nó sẽ giúp chúng ta Bởi vì nó sẽ có những cái gọi là rules Có những cái luật, có những cái cú pháp quy định Để chúng ta phải làm theo đúng không Để chúng ta tránh khỏi những cái trùng lập như thế và do cái mục đích của cái người tạo ra cái SAS này Đó là biến cái ngôn ngữ của CDS Nó giống với ngôn ngữ của lập trình Thế nên là trong cái phần SAS này của chúng ta này Thì chúng ta có cái việc để là sử dụng biến Sử dụng function Sử dụng conditional statement Có nghĩa là các cái điều kiện đấy Và nhiều hơn nữa thì mình cứ tạm dừng kể ba cái rất là chính và cũng rất là nổi bật trong ngôn ngữ lập trình mình nói lại đấy là sas là một ngôn ngữ lập trình là một ngôn ngữ lập trình nhá nhà các bạn có thể lên tra mục đích của sas uh, ra đời đấy là việc đó là biến thể hóa cds gọi là trở thành một ngôn ngữ lập trình thì nó sẽ cốt hóa hơn trong cái dự án của chúng ta đúng nhá đấy rồi tiếp theo nữa đấy là sas nó sẽ chia nhỏ những cái cái cái, cái gọi là cái cốt của chúng ta đấy cho mình một chút nha. Ok quay lại thì cái chỗ mình vừa nói đây là cái phần sát nó sẽ chia nhỏ cái 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 file của chúng ta ra thành các cái module đun thì bạn biết rằng là các bạn mà học các phần work thì các bạn biết rằng là các phần work luôn chia các cái dự án chúng ta ra cần các mô đun để nó dễ quản lý đúng không thì SAS này nó cũng có những cái module để nó dễ quản lý file chúng ta có thể là header có thể là navbar bar, navigation này, navigation bar đấy Ờ à, có thể là section có thể là asco đấy đúng không nhỉ? nên là <laughs> như vậy thì nó sẽ có lợi cho chúng ta ở trong cái việc đó là thực hiện các cái dự án lớn đúng không nhỉ? mà cần rất là nhiều những cái dòng cds thì bây giờ nó sẽ chia nhỏ ra thì giúp chúng ta dễ quản lý hơn đúng không nhỉ? cái việc tìm code cũng như là tìm các cái class để chúng ta có thể bảo trì nó là cái việc uh, uh, dễ hơn rất là nhiều nhá đúng không thì đấy đấy là cái tác dụng của seres thì tất nhiên thì tất nhiên thì chúng ta phải nói lại về cái nguồn gốc của seres một chút thì uh, có một cái chú ý ở trong cái phần sars này thì do vốn dĩ nó được, nó được gọi là cốt hóa từ cái seres nhưng có một cái điều đấy là browser nó sẽ không hiểu được cái code của chúng ta nếu chúng ta viết bằng sas đúng không nhỉ? Đấy. và chắc chắn là đã không hiểu được thì chúng ta sẽ phải cần gọi là translate into css gọi là chúng ta sẽ phải gọi là dịch biên dịch nó sang gọi là code css và cái việc này các bạn đừng có lo lắng quá vì việc này là việc gọi là generate ở uh, tự động đúng nha có nghĩa là nó sẽ gen tự động code ra cho các bạn công việc các bạn là chỉ có làm sas thôi đúng không nhỉ? Nên là không lo quá cái việc change lane nó như thế nào cả Thế là nữa đấy là cái phần uh, Nữa đấy là Những cái gì tiên tiến thì mình nghĩ là nó sẽ được viết từ những cái ngôn ngữ rất là hiện đại đúng không nhá. Uh, và sát cũng như thế thì sát sẽ được viết bởi ngôn ngữ đấy là Ruby nhá đấy. Và <laughs> Ở video sau mình hướng dẫn mọi người về cách cài đặt nó Thì mình cũng chắc chắn mình cũng sẽ nói về Mình cũng sẽ cài đặt theo cái cách cũ Đấy. còn vì sao mình dùng như thế thì mình hướng dẫn mọi người theo cách cũ thì mình sẽ nói vì sao sau đấy đấy nên là mọi người nhớ cho mình nhá sars viết bằng ngôn ngữ ruby nhà là ngôn lớp truyền ruby đừng có nhầm trong Python thông nhá chết mình đấy đúng vốn dĩ là cái trang vốn dĩ là nó không hiểu được nhá cái thứ hai chúng ta cần phải dịch nhá và cái thứ ba là nó viết bằng ngôn ngữ của ruby nhá Được chưa nhỉ đấy ờ ừ. <laughs> tiếp theo nữa thì của chúng ta thì chúng ta sẽ cần cái 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 mà chúng ta sẽ được học ở trong cái phần của video này có nghĩa là mục tiêu của chúng ta ở trong cái phần video này này thì những cái gì mà là tác dụng của nó chúng ta đã học hết đầu tiên là chúng ta phải học cách sử dụng biến sử dụng function sử dụng statement hay nói chung là tất cả mọi thứ mà cái sát này nó mới đúng không nhỉ và chúng ta học thêm một chút đét nữa bởi vì là chắc chắn là chúng ta phải phải gen cốt nó ra và chúng ta sẽ phải tối ưu lại cái cốt của chúng ta vừa mới gen đúng không nhỉ đấy, ok thì đấy đấy là cái video đầu nhá video mình chỉ giới thiệu xem cái what is sát nó là gì có nghĩa là sát nó là gì thôi còn video sau chúng ta sẽ bắt đầu dần dần Bạn nào xem quá mình các bạn cũng biết rồi ok thế nhá bye bye mọi người hẹn mọi người video sau ta